Bây giờ thầy đọc đến bài kệ thứ 35. Tinh cần và tinh tấn đạt được lý chân đế, tâm không còn thụ động, không còn có biến nhát, kiên trì trong cố gắng, dũng lực được sanh khởi, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bây giờ thầy sẽ giảng cái bài kệ thứ 35 này. Chữ tinh cần và tinh tấn. Tinh cần nghĩa là siêng năng, cần cẩn thận, cần kiệm. Mỗi chúng ta trong cái pháp tu chúng ta rất là ân cần mỗi cái pháp, siêng năng ở trong mỗi cái pháp. Còn tinh tấn đây có nghĩa là siêng năng nghĩa là tinh cần, nghĩa luôn luôn chúng ta phải cần mẫn trong những cái pháp mà thầy đã giảng xong á, những cái pháp hành á, thì quý thầy phải cố gắng để mà tu tập, để mà thực hiện, để mà hàng ngày siêng năng làm những cái việc như trao dồi tứ vô lượng tâm, hay hoặc là mình sẽ dứt bỏ như tu tứ chánh cần, rồi dùng cái pháp hướng, rồi dùng tu tập cái định vô lậu, rồi tu tập cái định chánh niệm tỉnh thức, rồi tu tập mà siêng năng đi kinh hành để tu tập cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả mình, rồi tu tập cái định niệm hơi thở nữa, rồi nỗ lực mà tu tập cái định mà diệt tâm còn tứ. Tất cả những cái vấn đề đó đều là cần phải sự tu tập, nhất là cái định vô lậu thì cần phải tu tập hơn nhiều nhất nữa. Tại sao lại vậy? Phải tinh cần. Tinh cần nghĩa là cần mẫn siêng năng tu tập cái định vô lậu. Tại vì cái định vô lậu nó làm cho chúng ta có những cái tri kiến sáng suốt và hiểu biết. Do cái chỗ mà siêng năng tu tập mà tinh cần trong cái định vô lậu á, thì càng ngày chúng ta càng phát triển ra được cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó nó sẽ thấu suốt được cái lý chân đế, cái lý chân đế, cái lý thật của đạo Phật, cái lý thật của đạo giải thoát. Nó làm cho quý thầy thấu suốt được cái lý, chứng được cái lý chân đế. Thì trong cái chân đế thì chúng ta thấy nó có bốn đế: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Hằng ngày mà chúng ta nỗ lực tu tập để phá năm cái truyền cái và thất thiết sử thì chúng ta mới rõ thấu được cái lý của chân đế. Khổ, chúng ta sẽ thấu rõ được cái lý khổ chân thật của đời người. Khi con người sinh ra là mang cái khổ từ ngày sinh cho đến khi cái ngày chết, rồi tiếp tục cái đời khác, kiếp khác, thì mãi mãi ở trong cái sự đau khổ của cái nhân quả luân hồi mà không bao giờ chấm dứt. Đó là khổ. Tập là cái nguyên nhân để mà kết hợp lại, cái nguyên nhân để mà tập hợp lại tất cả những cái sự đau khổ của kiếp con người. Chúng ta sẽ thấu rõ được cái nguyên nhân đó. Cái nguyên nhân đó, đó là một cái chân đế, một cái lý của chân đế. Chúng ta thấu suốt được cái khổ của kiếp người, tức là chúng ta thấu suốt được một cái lý chân đế của kiếp người đầy đau khổ. Rồi tập đế thì chúng ta lại thấu suốt được cái lý của tập đế. Cái lý của tập đế là cái nguyên nhân tập hợp lại bao nhiêu cái sự khổ của kiếp con người. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đạt được cái lý của diệt đế, tức là cái niết bàn, cái cảnh giới, cái trạng thái an ổn, cái trạng thái bất động tâm giải thoát, cái trạng thái thanh thản, nó không có làm cho chúng ta đau khổ nữa. Đó là cái niết bàn, tức là cái chân, cái lý chân đế của cái niết bàn. Nó không có mơ hồ, nó không có trừu tượng, nó không có siêu hình, mà nó sự thật trong cái trạng thái tâm hồn của chúng ta. Đó là cái lý chân đế giải thoát, cái lý chân đế diệt đế. Đến cái lý gì mà đạo, cái lý chân đế đạo đế, thì chúng ta sẽ rõ nó có 8 cái nẻo để mà chúng ta thực hiện, để mình diệt cái tập khởi, cái tập đế, cái nguyên nhân, diệt cái nguyên nhân tụ tập câu hữu lại để làm cho chúng ta khổ suốt cả đời của chúng ta. Đó là cái lý đạo đế, cái lý chân đế của đạo đế, làm chúng ta thấu suốt được. Cho nên càng chúng ta tu tập càng siêng năng thì tất cả những cái lý chân đế chúng ta đều thông suốt,
đều đạt được cái lý chân đế, tức là chúng ta chứng được cái lý chân đế. Mà chứng được cái lý chân đế tức là tâm chúng ta bất động, không còn dao động nữa, cho nên nó không còn bị động. Ở đây cái câu kệ thứ ba của bài 35, tâm không còn thụ động. Nếu mà đạt được cái lý chân đế rồi thì cái tâm của chúng ta không còn bị động nữa, không còn thụ động nữa, tức là không còn bị các pháp thế gian lôi cuốn chúng ta, tâm chúng ta bất động như như. Và khi mà chúng ta đã thấu được cái lý thế rồi đó, thì không còn biến nhát nữa, tức là chúng ta tinh tấn siêng năng chứ chúng ta không còn có biến nhát nữa. Và cũng từ đó chúng ta nỗ lực hàng ngày siêng năng. Vì vậy cho nên ở đây quý thầy mà thấu suốt được rồi thì quý thầy cố gắng mà tu tập để chúng ta thấu được cái lý của chân đế. Cái lý của chân đế tức là bốn cái đế mà chúng ta cần phải thấu suốt. Chỉ có tu tập, chỉ có nỗ lực thực hiện con đường mà định vô lậu á, thì chúng ta thấu suốt mau được cái, đạt được cái lý chân đế rốt ráo, nhanh chóng, không có thời gian kéo dài. Còn nếu mà chúng ta ít có tu cái định vô lậu thì chúng ta khó mà thấu suốt được cái lý chân đế. Cho nên chúng ta không còn biến nhát, không còn lười biếng nữa, mà rất là siêng năng và rất là tinh tấn trong cái sự tu tập. Cho nên trong mọi cái sự khó khăn thì chúng ta đều có cái sự kiên trì trong cái sự cố gắng. Tuy là bước đường tu tập hàng ngày chúng ta hướng tâm như cái lý tác ý để thấm được cái, để thấu được cái lý chân đế, nhưng nó còn có những cái khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống khó khăn, rồi nghiệp thân khó khăn, nó có đau bệnh này bệnh kia nó làm cho chúng ta cũng khó khăn. Cho nên những cái khó khăn đó nó làm cho chúng ta phải có một cái nghị lực, phải có kiên trì trong cái sự cố gắng tu tập. Chứ nếu mà không có sự kiên trì, không có sự cố gắng tu tập thì chúng ta chẳng đạt được cái lý chân đế đâu. Bởi vậy trong cái bước đường mà tu tập theo đạo Phật thì quý thầy phải sáng suốt, phải siêng năng, phải tinh cần, phải nỗ lực, không có được biến thể. Vì có cố gắng, có kiên trì, có nỗ lực, có tinh cần thì cái lý chân đế mới đạt được. Và cũng từ cái sự kiên trì cố gắng đó, nó không còn có lười biếng thì cái dũng lực ở trong ta nó được sanh khởi, nó được sanh khởi. Mà muốn đạt được cái sự tu tập từ tinh cần siêng năng để đạt được cái lý chân đế, tâm không còn thụ động, tâm không còn biến nhát, có cái sự kiên trì, có sự cố gắng, có đầy đủ nghị lực, dũng lực để phát khởi trong ta, thì người ấy phải sống riêng một mình. Người ấy phải sống độc cư. Nếu mà không sống độc cư, không sống riêng một mình thì không thể nào mà có tinh cần, tinh tấn, có đạt được lý chân đế, có tâm không còn bị thụ động, tâm không còn lười biếng, phát khởi những cái sự kiên trì, cố gắng, dũng lực, thì những cái này sẽ được phát khởi. Thì chỉ có duy nhất là phải sống độc cư. Còn nếu không sống độc cư thì không bao giờ có được những cái này. Nghĩa là cái người mà không chịu sống độc cư thì không bao giờ có sự tinh cần, có sự tinh tấn, không bao giờ mà có đạt được cái lý chân đế, không bao giờ có cái tâm mà bất động, có cái tâm mà bất động được, không bao giờ hết lười biếng được, không bao giờ có nghị lực, có kiên trì, có cố gắng, có dũng lực được để mà đạt được cái sự tu tập này. Cho nên chỉ duy nhất là chúng ta phải sống riêng một mình, sống riêng một mình để thực hiện những cái gì mà thầy đã dạy, Phật pháp đã dạy, kinh sách Phật đã dạy, lời Phật đã dạy. Đừng quên những điều này. Cho nên ở đây Phật nói hãy sống riêng một mình như tê ngu một sự. Đó thì cái bài kệ nào Đức Phật cũng nhắn nhủ chúng ta muốn đạt được những cái gì ở trên cái bài kệ đã nói, cái mục đích của bài kệ đã nói, thì chỉ có duy nhất là phải sống riêng một mình. Có sống riêng một mình thì chúng ta mới có đạt được cái kết quả vô cùng vĩ đại đó. Còn nếu không có được thì chắc chắn chúng ta khó mà có thể kết quả được.